Xin chào các đến với kênh Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có một mẫu xe đạp địa hình Sava Pioneer, một dòng xe đạp của thương hiệu Sava rất là quen thuộc với các bác chơi xe lâu năm rồi, thương hiệu của Đức và đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 5.800.000. Thì chiếc xe này nó có thể nói là đáp ứng được một cái nhu cầu, tất cả những cái nhu cầu của một người sử dụng xe đạp cơ bản về một chiếc xe để đi thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Một chiếc xe thương hiệu Đức, thương hiệu rất là tốt và chạy bộ chuyển động cũng rất là cao cấp của dòng Shimano Atut. Của dòng Shimano là dòng Shimano Atut. Cái mức giá 5.800.000 thì có thể nói đây là chiếc xe mà nó phải ngon nhất trong cái tầm giá này rồi. Thương hiệu Đức, chiếc xe chính hãng Sava, khung nhôm, toàn bộ sơn xe các thứ là nguyên bản hết. Design, thiết kế và thử nghiệm của Sava luôn. Model Pioneer Sava thương hiệu Đức. Vành bánh của nó là 26 inch, líp 9 tầng, 9 tầng líp xì hoa loa tuôn. Cái bộ group rất là ngon trong cái tầm giá. Gạt đĩa trước Shimano Atut này, cái 3 từng đĩa này, 9 từng líp 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Đi đông cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano Atut và phanh dầu này. Tầm giá này đã có phanh dầu đi, rất là ngon. Giảm sóc theo xe, giảm sóc dầu. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 thì nó khoảng 1m75. Bây giờ phù hợp. Chỉ tiếp 3 đĩa 27 tốc độ, chuyển động rất là ngon, mượt mà. Em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Sava Pioneer, một dòng xe đạp thể thao giá rẻ, thương hiệu Đức, dòng chuyển động Shimano Atut đang được bán tại cửa hàng mức giá chỉ còn là 5.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.